Bình Hàn Quốc 25 lít. Xin chào tất cả các anh em dân chơi bình thủy tinh ngâm rượu. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một em hàng rất là đẳng cấp và chất lượng. Đó chính là một cái mẫu bình của Hàn Quốc 25 lít. Thì cái bình này cao 110 cm và có đường kính là 16 cm. Thì hôm nay mình mở ra cho anh em coi cái bình này. Đấy. Đây là một cái bình mà hôm nay có khách hàng của mình đặt mình 4 cái. Đặt mình 4 cái thì hôm nay thì tiện đây thì mình dùng cái điện thoại mình quay cái video cho anh em xem cái sản phẩm bình 25 lít rất là chất lượng, rất là độc. Đây nó rất là có chiều cao là 1m1. Thủy tinh khá là trong suốt. Cái bình này thì nó có cái nắp bằng nhựa được mạ vàng rất là mượt mà. Đấy, nắp xoay nhựa rất là cao cấp nha. Thủy tinh thì khá là trong suốt. Còn phía phần dưới đáy bình đó là chính là cái đế. Đế nó thì được vặn ở dưới cái đáy bình. Đây, mở cái lớp đế cho anh em coi. Khá là chất lượng. Cái đế này thì là cái bằng nhựa cao cấp nha anh em. Thì đây là một trong những cái mẫu bình mà rất là nhiều người ưa chuộng. Được sử dụng ngâm sâm, ngâm nấm linh chi và các loại thảo dược. Đặc biệt là những cái sản phẩm cao như là đinh năng. Đấy. Và nhung hươu. Cảm ơn anh em. Và sau đây, tiếp theo sau nữa thì mình sẽ làm nhiều cái video clip về những cái sản phẩm bình thủy tinh đến với anh em. Anh em hãy follow và chia sẻ cái kênh của mình cho nhiều người cùng biết. Chào anh em.